rộ tin đồn Huệ Quốc hội chồng bầu ra hai trái tại nhà một ca sĩ. Trong tình hình rối ren ở chính trường, phe Nghệ An đang kịch chiến với phe Hưng Yên để ngã giá những vị trí then chốt trong đảng và trong chính quyền, thì mạng xã hội rộ lên tin đồn ca sĩ Hương Tràm sang Mỹ du học nhưng lại sinh con cho ông Chủ tịch Quốc hội. Đã là tin đồn thì có thể đúng cũng có thể sai, nhưng ở Việt Nam tin đồn thường hay khớp với sự thật, đặc biệt là những tin đồn liên quan đến quan chức cấp cung đình. Mới đây, vụ ông Võ Văn Thưởng từ chức đã bắt đầu có tin đồn, ban đầu là những ám chỉ vu vơ, dần dần cụ thể hơn và 6 ngày sau thì đã trở thành sự thật. Bây giờ, ông Chủ tịch nước đã phải từ chức. Ở Việt Nam có những sự thật không bao giờ được báo chí chính thống đăng tải. Ví dụ, bữa thịt bò dắt vàng có sự tham dự của ông Tô Lâm với hình ảnh rõ nét trong video clip được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, làm dậy sóng khắp nơi trong và ngoài nước, nhưng không một tờ báo nào của nhà nước Việt Nam dám động vào. Cho nên thông tin về việc ông Vương Đình Huệ có làm một ca sĩ có bầu nếu là sự thật đi chăng nữa thì chắc chắn báo chí chính thống của nhà nước cũng không dám đăng. Ảnh được báo chí đăng tải. Về nguồn gốc xuất phát của tin đồn có thể là từ nội bộ tuồn ra vì đối thủ muốn đánh gục ông Huệ, mà cũng có thể từ nghi vấn rồi người dân suy luận và từ đó biến thành tin đồn. Hoặc có những phe ác ý tung ra, việc ca sĩ Hương Tràm đi Mỹ du học đặt ra những vấn đề to lớn đối với cộng đồng mạng. Nghi vấn thứ nhất đó là đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ này lại bỏ ngang để sang Mỹ du học. Làm ca sĩ vừa có thu nhập cao vừa được nổi tiếng, còn du học Mỹ khi trở về có được như vậy hay không? Ca sĩ Tóc Tiên đã từng du học ở Mỹ ngành y, nhưng rồi lại bỏ nghề bác sĩ mà chọn theo đuổi nghề ca sĩ. Ngành mà Tóc Tiên học rất danh giá, vậy mà cô lại chọn theo nghề ca hát. Còn Hương Tràm học gì? Vì sao phải hy sinh sự nghiệp ca hát đầy thành công như vậy? Cách lựa chọn của Hương Tràm khiến xã hội nghi ngờ, phát sinh tin đồn là điều dễ hiểu. Nghi vấn thứ nhì đó là việc báo chí đưa hình ảnh lấy từ một status của Hương Tràm. Trong hình cô bé hai em bé kháu khỉnh cùng với dòng trạng thái em sinh đôi chứ không sinh một nhé gia đình. Vậy mà báo chí lại bào chữa cho tấm ảnh như sau. Chia sẻ của ca sĩ sinh năm 1995 đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Hương Tràm cùng sự đáng yêu của hai em bé, dẫu biết đây chỉ là những chia sẻ mang tính chất hài hước của cô. Nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện cô đang cố tình dùng tin đồn để trêu lại những ai cả tin. Giữa một tấm hình chân thực và một lời giải thích khiên cưỡng, bên nào thuyết phục hơn? Báo chí trong nước nói rằng có người đặt câu hỏi ca sĩ Hương Tràm sinh con cho đại gia. Trong khi đó, tin đồn đang lan truyền là cô sinh con cho Chủ tịch Quốc hội. Phải chăng báo chí cũng dùng từ đại gia để thay thế cho chính trị gia, vì đời tư của vị chính trị gia này là vùng cấm. Trong lúc đang nội đấu, tin đồn về Vương Đình Huệ lại nổi lên như cồn, gây bất lợi cho ông Chủ tịch Quốc hội. Được biết, tin đồn này xuất phát từ năm 2021, nhưng trong lúc này khi nhóm Nghệ An đang kịch chiến với nhóm Hưng Yên ở cung đình thì tin đồn lại được hâm nóng trở lại. Không biết đây là chỉ là sự hâm mộ vô tình hay là cố ý của một nhóm người nào đó, đặc biệt là nhóm đang giao đấu với Chủ tịch Quốc hội họ Vương. Giả sử những câu chuyện này là thật thì không đời nào báo chí chính thống dám khai thác. Nếu thông tin này được báo lề trái đăng thì báo chí nhà nước cũng sẽ đăng tin phủ nhận hoặc im lặng. Vai trò của báo chí nhà nước là nô bộc chỉ như thế mà thôi. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì thường nói đạo lý rất hay, nhưng khi lộ ra thì chẳng quan chức nào có đạo đức cả. Ông nào khi chưa lộ thì cũng nói về liêm khiết, nói về trách nhiệm, nói về chấp hành luật pháp vân vân, nhưng khi lộ ra thì chẳng ông nào trong sạch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin rộ tin đồn Huệ Quốc hội chồng bầu ra hai trái nhà một ca sĩ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Đại dẫn 5 người muốn làm gỏi 14 người của Huệ Vương, chính tọa sơn, quan hổ đấu. Nếu Tô Lâm thành công thực hiện dã tâm tranh chức Tổng Bí thư của Đảng, thì Vương Đình Huệ sẽ là người mất mát nhiều nhất. Ghế Chủ tịch Quốc hội là ghế ít thực quyền hơn ghế Thủ tướng, nên một khi Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, phe Nghệ An sẽ không còn mạnh như hiện nay. Phe Hưng Yên cũng được xem là phe mạnh ở Trung ương, chủ yếu tập trung ở Bộ Công an. Hiện nay Hưng Yên có một Ủy viên Bộ Chính trị là ông Tô Lâm và 4 Ủy viên Trung ương Đảng được giải ở tỉnh Hưng Yên, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các Ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên bao gồm Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên. Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất của nhóm Hưng Yên hiện nay. Tuy nhiên, dù phe Hưng Yên có lực lượng hùng hậu như thế, nhưng vẫn chưa là gì so với phe Nghệ An. Phe Nghệ An có đến 3 Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, 10 Ủy viên Trung ương Đảng và 1 Ủy viên dự khuyết. Đây được xem là phe địa phương có lực lượng hùng mạnh nhất tại Trung ương Đảng. Như vậy, Tô Lâm dẫn đầu một nhóm 5 người, lại dám tranh hùng, tranh bá với nhóm 14 người của ông Vương Đình Huệ, thì quả là không đơn giản. Nếu chỉ so về số lượng thì rõ ràng đây là cuộc chiến không cân sức với phe ông Tô. Nhưng sự thật Tô Lâm có thực lực và đủ thế lực để dám dẫn nhóm 5 người này quyết đấu với nhóm 14 người hùng hậu của phe Vương Đình Huệ hay không? Trước hết, Tô Lâm là võ tướng, thích dùng nắm đấm hơn hình ảnh. Trong khi đó, Vương Đình Huệ lâu nay vẫn là kẻ cơ hội, chuyên núp lùm đợi đến lúc tàn cuộc chiến rồi mới nhảy ra để mà tranh phần. Thời gian đến đại hội 14 ngày càng gần, lúc này Tô Lâm chỉ còn một cách lựa chọn là dùng vũ lực để nói chuyện, không ngoại giao, vận động, tốn thời gian. Với lại vũ trang, vũ lực chính là món sở trường của Tô Lâm. Dùng sở trường của mình để đánh vào sở đoản của đối phương thì hoàn toàn có thể lấy ích địch nhiều. Nhóm Nghệ An của Vương Đình Huệ có đến 3 Ủy viên Bộ Chính trị, là một nhóm rất đông trong Trung ương Đảng. Kỳ họp bất thường của Trung ương Đảng và Quốc hội vừa qua cho thấy cuộc đấu đá vẫn chưa ngã ngũ. Cả Trung ương Đảng và Quốc hội chỉ quyết về vấn đề xin thôi chức của ông Võ Văn Thưởng. Còn việc ai thay thế ông Thưởng, ai sẽ thay Tô Lâm ở Bộ Công an nếu Tô Lâm thay ông Thưởng, hoặc ai sẽ thay thế bà Trương Thị Mai, vân vân, thì vẫn chưa ngã giá xong. Các phe vẫn đang kịch chiến. Đã lỡ trở mặt, Tô Lâm chỉ có thể thực hiện sự hung dữ, manh động và tàn ác thì mới hy vọng thắng cho được. Bởi phe Nghệ An không những hùng hậu mà còn được ông Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn rất mạnh. Khi họp Bộ Chính trị, phe Hưng Yên chỉ có một mình Tô Lâm tham gia, còn 4 Ủy viên Trung ương Đảng của Hưng Yên đành phải đứng ngoài cuộc. Trong trận thư hùng này, Phạm Minh Chính đang án bình bất động. Ông Phạm Minh Chính bày tỏ thái độ rõ ràng. Có lẽ ông Chính không dại gì nhảy vào ủng hộ một phe nào, mà tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu rồi mới ra kế sách cho mình. Ông Phạm Minh Chính không dại gì tranh giành quyền lực vào lúc này, nếu nhảy vào nhóm của ông sẽ tổn hao binh lực vô ích. Thay vì chọn phe, ông đợi hai con hổ đánh nhau đến kiệt sức rồi nhảy vào tranh phần cũng chưa muộn. Việc Bộ Chính trị liên tục hạ nhau hiện nay là chỉ dấu cho thấy rất có thể Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi vào thời kỳ hỗn loạn. Các nhóm lợi ích chính trị đã không cần che giấu nữa, họ công khai dở các thủ đoạn, công khai diệt lẫn nhau miễn sao tranh đoạt được quyền lực. Sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ngày càng yếu, Đảng cũng như vậy ngày càng loạn. Tham muốn quyền lực của những thế hệ cộng sản tiền bối thể hiện qua chính điều lệ Đảng và cả hiến pháp khi quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất. Nay đã sinh ra thế hệ quan chức tham lam không có điểm dừng. Họ tham tiền, tham quyền và họ lao vào để chém giết lẫn nhau, tranh giành quyền lực của nhau. Những điều này báo hiệu một thời kỳ điêu linh mới cho đất nước, cho dân tộc và cho mỗi người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại dẫn 5 người muốn làm gỏi 14 người của Huệ Vương, chính tọa sơn quan hổ đấu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de